Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tang số gần 1,8 triệu điểm, tương đương khoảng 30 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, phát hiện có một tài khoản cấp Master 8QV608 có tổng điểm cược gần 1,1 triệu điểm, khoảng 28 tỷ đồng được đăng ký, phân trang và cung cấp cho các con bạc trên địa bàn tỉnh để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Công an đã điều tra xác định tài khoản này do Lê Bảo Nguyên, 38 tuổi, trú tại phường Hương Sơ, thành phố Huế, đưa cho Nguyễn Thành Lâm, 35 tuổi, trú tại phường An Đông, thành phố Huế. Sau khi nhận tài khoản đánh bạc từ Nguyên, Lâm đã phân chia thành 19 tài khoản agent và cấp lại cho một số đại lý cấp dưới gồm Trần Văn Bên Em, Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Loan, Huỳnh Trọng Nhân, tất cả cùng trú tại thành phố Huế, để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại thời điểm khám xét bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tang số gần 1,8 triệu điểm, tương đương khoảng 30 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thanh Lâm, Lê Bảo Nguyên, Trần Văn Bên Em, Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.